Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Trung Quốc tiếp tục leo thang trên Biển Đông Ngày 31 tháng 10, VOA Tiếng Việt có bài phân tích tại sao Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông. Theo đó, Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông dựa trên cái gọi là đường chính đoạn mà họ một lần nữa đưa vào phiên bản mới của bản đồ quốc gia vào đầu năm nay. Bản đồ này đã gây khó chịu cho các quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Malaysia, Philippines và Việt Nam. Những quốc gia cũng tuyên bố chủ quyền ở vùng biển gần bờ biển của họ nhất. Và đây là hình bài phân tích trên VOA. VOA dẫn quan điểm của Trung Quốc. Theo đó, Biển Đông là vùng biển lịch sử của Trung Quốc được khám phá qua các hải trình từ thế kỷ thứ hai, thời nhà Hán, đến thời nhà Tống, và đặc biệt là những chuyến đi nổi tiếng của đô đốc Trịnh Hòa thời nhà Minh. Bắc Kinh khẳng định rằng các ghi chép lịch sử của họ cho thấy các triều đại Trung Quốc hùng mạnh lúc bấy giờ gần như có quyền kiểm soát hoàn toàn vùng biển này trong nhiều thế kỷ. VOA cho hay đường lưới bò hình chữ U trên bản đồ Trung Quốc đã vươn sâu vào Biển Đông, một sự thể hiện trực quan về quyền được tuyên bố của Trung Quốc đối với các vùng biển cách bờ biển Trung Quốc, đôi khi hàng trăm km. Các quốc gia khác tuyên bố chủ quyền một phần biển và bác bỏ đường chính đoạn, bởi theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS. Mỗi quốc gia có vùng đặc quyền kinh tế kéo dài 200 hải lý, khoảng 370 km, tính từ bờ biển của mình và có quyền chủ quyền. Theo VOA, vào cuối những năm 1970, Biển Đông đã trở thành một trong những tuyến đường thương mại nổi bật nhất thế giới và các quốc gia Đông Nam Á phát hiện các mỏ dầu khí có tiềm năng sinh lợi. Điều này đã gây ra sự kèn cửa giữa các bên tranh chấp là Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam. UN CLOS được đồng ý vào năm 1982 và được ký kết không chỉ bởi các quốc gia ven Biển Đông mà còn cả Trung Quốc. Tuy nhiên, dù đã ký luật, nhưng Bắc Kinh vẫn tiếp tục khẳng định chủ quyền của mình. Và đây là hình báo chí nhiều lần phân tích sự vô lý của Bắc Kinh. Tranh chấp giữa Trung Quốc và các quốc gia yêu sách khác vẫn tiếp tục kể từ đó, với nhiều cáo buộc Bắc Kinh xâm phạm bất hợp pháp vào vùng đặc quyền kinh tế của họ. VOA cho biết, năm 2012, Bắc Kinh nắm quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines sau cuộc đối đầu kéo dài nhiều tháng liên quan đến các tàu bán quân sự sau đó philippines bắt đầu tiến hành tố tụng chống lại trung quốc tại tòa án trọng tài thường trực ở the hill vẫn theo voa tòa án ra phán quyết có lợi cho philippines kết luận rằng unclos thay thế mọi quyền lịch sử hoặc các quyền chủ quyền hoặc quyền tài phán khác vượt quá giới hạn được áp đặt trong đó nói cách khác đơn chính đoạn không cung cấp cơ sở cho các yêu sách mở rộng của trung quốc và đây là hình phán quyết của tòa trọng tài có lợi cho Philippines nhưng vô dụng với sự ngang ngược của Bắc Kinh. Tuy nhiên, phán quyết này hầu như không có tác dụng gì trong việc kiềm chế Bắc Kinh. Trung Quốc tiếp tục xây dựng đảo và triển khai lực lượng tuần duyên, tàu đánh cá và dân quân biển ở vùng biển tranh chấp. Từ đó đến nay, Philippines và Trung Quốc liên tục có những va chạm ở vùng biển này. Mới đây nhất, là vụ va chạm khi Trung Quốc ngăn cản các tàu tiếp tế cho lực lượng đóng giữ trên các tàu chiến cũ và gỉ xét từ thời Thế chiến thứ hai, tàu BRP Sierra Madre của Philippines hiện neo đậu tại bãi cỏ mây. Đây được xem là một điểm nóng hiện nay tại Biển Đông. VOA dẫn ý kiến của các nhà phân tích cảnh báo rằng các cuộc đối đầu đang trở nên căng thẳng và thường xuyên hơn, đồng thời ngày càng có nguy cơ tính toán sai lầm trong một cuộc tranh chấp kéo dài. Nếu tình hình leo thang, điều này có thể khiến Mỹ rơi vào tình thế đối đầu với Bắc Kinh. VOA cho biết thêm, dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos, Jeff Philippines đã khôi phục liên minh với Mỹ, vốn đã trở nên tồi tệ dưới thời người tiền nhiệm Rodrigo Duterte. Nhưng nước này cũng đã tăng cường quan hệ với Nhật Bản và Australia. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Trung Quốc tiếp tục leo thang trên Biển Đông. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Chủ nghĩa bài Do Thái tại các nước Cộng hòa thuộc Nga Ngày 30 tháng 10, BBC tiếng Việt cho hay đám đông xông vào sân bay ở Cộng hòa Dikastan thuộc Nga để lùng sụp người Do Thái. BBC cho biết một đoạn video trên mạng xã hội cho thấy đám đông giận dữ chạy trong sân bay ở Makassar để tìm kiếm những người trên chuyến bay đến từ Tel Aviv, một thành phố văn hóa lớn của Israel. Một số trong đám đông chạy ra đường băng và bao vây máy bay ở đó. Cơ quan hàng không Nga Rosaviatsa cho biết các lực lượng an ninh sau đó đã kiểm soát được tình hình. Theo BBC, các đoạn video cho thấy hàng trăm người xông vào nhà ga sân bay, trong đó có một số người vẫy cờ Palestine. Nhiều người trong đám đông hét lên những khẩu hiệu bài Do Thái, trong khi những người khác hô vang Allahu Akbar thượng đế vĩ đại nhất và đây là hình bài trên BBC video đang trên mạng xã hội cho thấy một đám đông tràn vào nhà ga tra hỏi nhân viên xem người do thái ở đâu vẫn theo BBC một kênh Telegram địa phương đã kêu gọi mọi người tập trung tại sân bay vào thời điểm chuyến bay đáp xuống và khuyến khích những người tham gia lùng tìm từng người do thái ở đó truyền thông địa phương đưa tin một số người biểu tình đã dừng ô tô bên ngoài sân bay Makasta để đòi xem giấy tờ của hành khách. BBC dẫn Bộ Y tế của Dagestan cho biết có 20 người bị thương, trong đó có một số cảnh sát. Một số bị thương nặng và hai người đang trong tình trạng nguy kịch. Dagestan là một nước cộng hòa thuộc Liên bang Nga với đa số dân là tín đồ Hồi giáo. BBC dẫn phát ngôn của chính phủ nước này cho biết một vụ án hình sự đã được mở với tội gây rối. Giáo sĩ do Thái của thành phố Daben, Dagestan, tên là Ovadis Iskov, nói với truyền thông địa phương rằng Tương lai của khoảng 300 đến 400 gia đình Do Thái tại Dagestan đang trong tình trạng đáng ngại. Người Do Thái đã có mặt ở khu vực này từ thời trước khi Hồi giáo được truyền tới. Và đây là hình cắt ra từ video ở sân bay tại Makasta, Cộng hòa, Dagestan. BBC dẫn văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, Nga phải có hành động kiên quyết đối với hành vi kích động bạo lực chống lại người Do Thái và người Israel. BBC cũng dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống Hoa Kỳ, Adreni Weston, viết trên Twitter rằng Hoa Kỳ lên án mạnh mẽ các cuộc biểu tình bài Do Thái ở Dagestan. Hoa Kỳ dứt khoát đứng về phía toàn bộ cộng đồng Do Thái, vào lúc chúng ta đang chứng kiến chủ nghĩa bài do Thái dâng cao trên toàn thế giới. Không bao giờ có thể có bất kỳ lời bào chữa hay biện minh nào cho chủ nghĩa bài do Thái. Bên cạnh đó, BBC cho hay chính phủ Dagestan đã lên tiếng ủng hộ Gaza nhưng kêu gọi người dân bình tĩnh và không tham gia vào các cuộc biểu tình như vậy. Đã có những cuộc biểu tình rộng rãi trên toàn thế giới phản đối việc Israel ném bom Gaza. Thống đốc Dagestan Sergei Melikov trong một tin đăng trên Telegram đã lên án việc đám đông xông vào chiếm sân bay. Những gì xảy ra tại sân bay thật quá đáng và cần được cơ quan thực thi pháp luật đánh giá một cách thích hợp. Việc này sẽ được thực hiện, ông viết. Và đây là hình Nga binh vực Hamas vì họ được lợi từ cuộc khủng hoảng Israel và Hamas. BBC dẫn Bộ Ngoại giao Israel cho biết, Đại sứ Israel tại Moscow đang làm việc với chính quyền Nga. Israel mong muốn các cơ quan thực thi pháp luật của Nga bảo vệ tất cả công dân Israel và người Do Thái, bất kể họ là ai. BBC cho biết thêm, Dagestan không phải là một quốc gia duy nhất ở Bắc Caucasus đang phải đối mặt với tình trạng bất ổn. Một trung tâm Do Thái ở cộng hòa Kabardino-Balkaria thuộc Nga đã bị phóng hỏa vào cuối tuần qua. Asham A, Bộ trưởng Thông tin Chechnya, một nước Cộng hòa khác cũng thuộc Nga, đã kêu gọi người dân không làm theo sự dẫn dắt của những kẻ khiêu khích. Chúng ta không thể cho phép kích động hận thù dân tộc. Hãy cảnh giác và đừng để mình bị lừa, ông viết trên Telegram. Phải chăng tình trạng bất ổn này xuất phát từ việc chính quyền Putin công khai ủng hộ Hamas trong hành động tấn công khủng bố Israel vào tối ngày 7 tháng 10 vừa qua. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chủ nghĩa bài do Thái tại các nước Cộng hòa thuộc Nga. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới